Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận. Em chào chị Hồng Vân cùng tất cả các khán giả trường quay. Em tên là Nguyễn Văn Sang, năm nay 29 tuổi. Hiện em đang là quản lý công ty Trùng Quế Củ Chi. Hiện em đang sống ở Củ Chi. Vợ dạ. Sang tên gì? Dạ, em tên là Bùi Thị Anh Thơ. Năm nay em 25 tuổi, hiện em đang là giáo viên tiểu học. Em dạy ở Củ Chi luôn? Dạ, em dạy ở Hóc Môn. Rồi, vậy thì hai vợ chồng cơ duyên nào là hai bạn gặp nhau? Trước đó lúc mà thời sinh viên á, thì chồng của em á, là cháu của dì của bác em. Mà bác đó là bác dâu, là dì của ảnh. Trời, sao gần quá vậy? Gần lắm. Xong rồi bác có nói là sẽ giới thiệu em cho ảnh. Tại vì mẹ ảnh cũng đang tìm một người như vậy để làm mai cho ảnh. Vì ảnh không muốn lấy vợ. Dạ. Lúc đó em ra trường rồi, cái bữa đó thì em mới chưa có xin được việc, cái nhà mới buồn, cái mới lên Facebook chơi thì biết Facebook của anh này, cái em mới vô coi thì thấy ảnh tuyển nhân viên mà ảnh yêu cầu nhiều thứ A B C D X Y Z gì đó nhiều lắm, nhưng mà cái cần nhất là phải giỏi anh văn. Xong cái bác của em mới đi chợ ngang, em mới nói là cháu của bác đang tuyển nhân viên đó, con mà giỏi anh văn là con xin vô làm. Cái xong cái bác cũng cười, bác đi về. Buổi trưa xong chiều cái bác cầm số điện thoại của ảnh qua, bác nói là số điện thoại của giám đốc á, gọi điện xin phỏng vấn. Rồi em tới phỏng vấn đúng không? Dạ. Thì ấn tượng của em lần đầu tiên khi mà gặp ảnh là sao? Dạ, ấn tượng không có gì ấn tượng luôn á. Tại vì mình tưởng là giám đốc thì cũng phải, nói chung là nhìn bề ngoài cũng phải lịch sự, cũng phải gọn gàng. Dạ đúng rồi, ra vẻ giám đốc xíu. Tại em cũng mê chuyện công tình này kia cũng đọc nhiều lắm. Dạ, tới khi gặp ảnh á thì ảnh hẹn em 1 giờ phỏng vấn, 12 rưỡi là em tới nơi rồi. Em gọi điện cho ảnh quá trời luôn, không nghe. Xong em đứng đó tới 1 giờ hơn luôn. Em gọi điện lúc đó ảnh ngủ quên ở trên phòng á. Cái anh phó giám đốc ảnh mới đi ra, ảnh bán hàng cho người ta. Cái em thấy vậy mới lại em hỏi, cái anh đó mới lên gọi anh xuống. Thì anh xuống á thì không phải được ăn bận đẹp gì đâu, mà là quần á thì là dạng cho nhau mấy chú mà U50 mặc á. Còn áo á là áo mà dạng mà nó cũ lắm, mà sơ mi cũ hay là cũ. Không có giám đốc gì hết trơn. Dạ, trời đó. Dạ, không có giám đốc gì hết trơn trời. Em có ấn tượng gì hết trơn trời đó. Dạ đúng rồi. Nói chung là không thích đó. Còn em thì sao? Dạ em thấy ngoại hình được, dễ nhìn. Nói chung là bên ngoài là em chấp em chịu nhận. Em có chồng không? Dạ có qua một cái buổi phỏng vấn chuyện nữa. Dạ muốn thử việc coi sao. Rồi vì có một thời gian làm việc chung với nhau. Dạ. Rồi tình yêu có nảy nở, có phát sinh không? Dạ thì lúc mà làm việc chung á là tại vì á cái anh này trước đó dì em có nói có ý định làm mai, nhưng mà mẹ của ảnh nói là ảnh có ý định là không có muốn lấy vợ, ảnh muốn giống như là đi tu á anh. Dạ thì sáng nào em vô thì ảnh cũng mở pháp thoại này kia ảnh nghe. Rồi em cũng ngồi đó, thì tại làm việc chung mà một cái văn phòng thì em ngồi đó em cũng nghe luôn. Rồi ảnh đối xử với em giống như là anh trai vậy đó. Anh trai. Em ngồi kế bên em gái của ảnh, ví dụ mà ảnh cho em một cái bóp thì ảnh cũng cho em gái anh cái bóp. Ảnh pha nước cam cho em uống thì ảnh cũng pha cho em gái ảnh luôn. Rồi nói chung là ảnh mua cái gì thì ảnh tặng cho em, thì em gái anh cũng có hết trơn á. Em không có nghĩ là ảnh có tình cảm gì với em. Mà em cũng coi ảnh giống như một người anh trai. Dạ lúc đầu cũng coi như anh trai. Thì đến bao lâu thì cái tình yêu nó mới phát sinh? Đến cái lúc mà lúc đó là em vô làm khoảng được 2 tháng mấy 3 tháng á, thì ngoại của em mất ngay mùng 3 Tết. Cái nhà cũng xa, em cũng không nghĩ là ảnh đi, tại vì cũng mới quen vậy thôi. Mà ảnh chân thành lắm rồi, cái nên là em cũng thích. Dạ cũng có ấn tượng, có cảm mến với ảnh. Còn anh này bao giờ thì anh mới dám anh bày tỏ cái tình cảm của anh đối với cô này? Dạ tới ngày 14 tháng 2 năm đó luôn. Năm đó luôn? Dạ. Là bao nhiêu tháng? Bao lâu? Dạ khoảng 2-3 tháng. Dạ. Có lãng mạn không em? Dạ không. Cái bữa mà ảnh tỏ tình đó là bữa đó là em định xin nghỉ việc. Nhưng mà mình đang thích cái anh này, hơi thích. Thì sáng vô ảnh tặng quà cho em trước. Nhưng mà lại tặng như vậy nè, tặng cho em một hộp, tặng cho em gái mình một hộp. Là mình lại xác định nữa. Dạ, y chang cái chiêu cũ, tức là rồi chắc ông này là em gái thiệt rồi quá hả. Dạ, nhưng mà ở trong thì nó khác. Ở trong nó có thêm mấy cái tờ giấy nữa. Nhưng mà ảnh dặn em là về nhà mới được đọc. Nhưng mà em nghĩ là về nhà mới được đọc thì lâu quá. Cái em mới mở ra em coi á, thì ảnh viết trong đó có một câu là, tại hồi trước em nói là em thích hoa baby, cái ảnh nói là ảnh thì em gọi ảnh là mặt trời. Ảnh nói là anh mong em là mãi là hoa baby của mặt trời. Mà lúc đó em cũng không có nhớ là em từng gọi ảnh vậy luôn. Cái em nói trời không lẽ ổng nói cái gì vậy đó. Em nghĩ là buổi chiều đó thôi mình cứ tặng quà đại cho chồng đi, tặng đại đi, nếu mà được á thì coi như mình cho nhau một cơ hội, còn nếu mà không được là em xin nghỉ việc luôn. Dạ. Giờ em tặng em cái gì bữa đó? Dạ, tặng cho em một cái áo sơ mi. Một cái áo sơ mi. Dạ. Sau khi nhận cái món quà đó xong rồi thì quyết định tỏ tình luôn không hay như thế nào? Mà lúc đó nhận quà rồi thì em cũng không biết là vợ em là có người yêu hay chưa. Vì lúc đó em nhát lắm chứ không dám chủ động. Cái em đợi tới tối khuya về mới mở ra xem.
thì mới rồi, mới biết khi... mới cảm động. Dạ. Để em làm bằng hình thức nào để em hiểu đó. Em cho cổ hiểu được là em yêu cổ. Dạ thì lúc đó em nhắn tin nữa à. Nhắn tin sao? Có gửi cho em một bài hát nữa chị. À đó, cái bài hát đó. Bài hát gì? Anh nói đi. Bài đó là bài Ngưng Làm Bạn. Ngưng Làm Bạn. Dạ. Cái bài đó. Cái bài nào mà đâu mà nó thẳng tuột vậy? Ngưng Làm Bạn. Như vậy là coi như là sau khi nhận được cái bài hát Ngưng Làm Bạn. Là đã ngụ ý là coi như là hai người đã là yêu nhau rồi đó. Đúng không? Đó. Dạ. Vậy thì dạ. Vô công ty rồi có sợ cái tình yêu của mình bị tụi nhân viên nó phát hiện không? Dạ có, lúc đó em giấu luôn chứ đâu có... Giấu hết công ty luôn? À. Có giấu được con nhỏ em gái không? Giấu luôn à? Dạ. Em gái nó không phát hiện luôn. Dạ. Wow. Giấu. Có bao giờ mà đang lén hôn vợ hoặc là đang hôn vợ mà có người khác phát hiện không? Dạ có. Ai? Dạ, một cái bạn ở công ty luôn. Dạ sáng ra ngủ còn đang xe ke á. Dạ cứ đi ra cái thấy hai chị em đang ôm nhau. Rồi sao? Dạ thì lúc đó em cũng rất là ngại. Hai tại vì thường em đi sớm á. Đang giấu mà đúng dạ, không? Đang giấu cả công ty mà. Nhưng mà cái mặt của các bạn đó là giống như là dạng rất là bất ngờ luôn á. Bất hồn à. Xong rồi tự nhiên ảnh thấy vậy, ảnh đang là xe ke vậy nè, cái ảnh tỉnh lại vậy nè. Mà ảnh đi ra xong ảnh đi vô một đường luôn, ảnh không có phản ứng gì luôn. Rồi sau đó là banh chành luôn. Dạ cả mà, công ty biết luôn. Dạ nhưng mà rồi. Có em ở đó là anh đó, ảnh rất là dạng như nhu mì á, anh không nói gì hết á. Khi mà em về á là ảnh mới dạ ghẹo cái anh này thôi. Dạ. Bao lâu thì mới cầu hôn? 4-5 tháng sau. Bốn năm tháng sau. Dạ. Đó cầu hôn. Ủa cầu hôn đặc biệt không em? Dạ dạ đặc biệt lắm, dắt em lên tới Bitexco lần. Trời ơi, em cũng tưởng tượng nhiều lắm, tặng nhẫn này kia. Chắc mình thấy cái nhẫn nó chắc cũng giá trị lắm. Giám đốc mà sau này xuống rồi á, chắc anh đưa em lên cao xong rồi anh dắt em xuống rồi mới nói, anh nói là cái nhẫn này á là anh mua giống như ở trên mấy cái trang mạng á chị, là nó không có bao nhiêu tiền hết á, anh mua tới 5 chiếc. Trời, mua 5 chiếc cầu hôn một lần 5 chiếc hả? Dạ, đeo 5 ngón tay hay sao? Ai cũng có 1 chiếc hết trơn á. Ủa vậy hả, là ông tặng cho ai mà mỗi người thì mẹ nè, dì nè, anh có 2 dì nè, em gái ảnh nữa là 4 chiếc. Em dạ, là 5 em nữa. Dạ trời ơi, ông mua sỉ thì cho rẻ hay sao vậy? Có hiếu dễ sợ luôn nè, tặng mẹ, tặng dì, tặng em gái rồi tặng vợ. Đó. Mà lý do gì sao mà em mua một lần tới 5 chiếc? Phải có 1 chiếc đặc biệt chứ. Tại em cũng lên em lựa em xem thì ban đầu mục đích thì cũng chỉ mua cho vợ em thôi. Nhưng mà tại vì nó cũng người ta xíu một lần á. Vì thấy cũng đẹp quá. Trời ơi. Xíp lần 5 cái. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì cưới nhau nè? Dạ cũng lâu. Sau đó thì em làm cái đám hỏi trước. Dạ. Đám hỏi xong khoảng gần 2 năm á là em mới đám cưới. Là em mới đám, dạ. Mới đám cưới đây được 6 tháng rồi. Vậy đó hả? Dạ. Mới 6 tháng chắc cũng không có thấy tật xấu gì nhiều à. Dạ có chứ. Có chứ kìa. Chưa cưới là em đã có tật xấu. Nhưng mà anh thấy anh hiền quá trời đúng không? Dạ anh hiền thì anh xấu hơn cái kiểu hiền á. Dạ. Ví dụ như là ảnh ở dơ nè. Rồi ảnh nói chung là ảnh hiền quá rồi ảnh không có biết có biết quan tâm, không biết thể hiện gì với ai đó. Nhiều khi sinh nhật hay là ngày gì ảnh cũng quên luôn. Nhưng mà cái chi tiết ở dơ đó em. Dạ. Tại vì ảnh cái đặc thù cái công việc của ảnh là ảnh thường xuyên tiếp xúc với đất cát, với những con trùng. Con trùng quế. Dạ, đúng rồi. Thì dĩ nhiên là chắc chắn là phải có tay chân lấm lem bùn đất rồi. Nhưng mà cái ở dơ đây là sao? Không mà đang ôm ảnh cái con trùng nó bò từ túi nó bò ra. Cũng ghê. Cũng ghê. Cái ông cưng quá. Dạ không. Nhưng mà cái ở dơ là sao ạ? Ở dơ tức có nghĩa là không phải là bị mấy con trùng đó mà là ảnh không có gọn gàng ngăn nắp á. Ví dụ mà em dọn rồi á là ảnh sẽ lung tung lại xíu. Có thích tắm không? Dạ rất là lười tắm luôn. Mỗi lần mà tắm là giống như là em phải nhắc xong rồi nói em là gia trưởng. Rất là gia trưởng. Rồi tới em nói Sang. Dạ. Giờ em có tật xấu gì không Sang? Dạ xấu nhất là nóng tính rồi. Nhỏ tuổi đời mới 25 tuổi mà dám nóng dữ với em hả? Dạ. Dễ sợ thì còn sao nữa rồi, nè. Thì chuyện gì mà coi như là không đồng ý rồi á là không có tìm hiểu sâu xa cái công việc nó ra làm sao. Mà cứ đùng đùng nóng lên gì á. Có khi nào quát em không? Cũng có. Dạ. Ừ cái gì nữa nè? Hay lo lắng sợ hãi mấy chuyện mà không có. Lo xa đúng không? Dạ đúng dạ. Rồi. Hay tưởng còn tượng gì? Lắm. Em hay làm cái chuyện gì mà ví dụ tưởng tượng gì? Giống như là sợ em bị bắt cóc vậy á. Trời ơi. Gì đâu hoang tưởng đó em. Đúng là gia trưởng rồi cô ơi. Dạ không phải vậy nè. Chị Hồng Vân nghĩ là tối bạn của ảnh ở dưới An Giang lên đây, ví dụ bạn đó cũng có thể đi được, nhưng mà bạn đó xuống thành phố thì bạn đó sắp xếp công việc về lấy đi. Không, 1 giờ đêm mà chị biết ở trên Củ Chi, tụi em ở trên Củ Chi, đường nó rất là vắng. Mà hẹn là 1 giờ đó lấy đồ
và ảnh nhận là ra lấy giùm. Em rất là nóng tính, là giống như chị nói là em sẽ lèm bèm, em nói là tại sao anh không nhờ ta đi, anh đi đi đây vậy kia nguy hiểm này nọ. Nhưng mà mình nói mình lèm bèm vậy thôi, chứ mà lúc ảnh đi mình đâu có yên tâm đâu, mình cũng phải thay đồ mình chạy xuống mình ngồi phía sau xe ổng, lỡ có gì hai đứa bị chung luôn chứ đâu có thể bỏ mình ảnh được. Rồi vậy thì bây giờ thì em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì sang? Dạ em mong em vợ em bớt nóng tính lại, kiên nhẫn chút xíu nữa, rồi gì sống lạc quan hơn, bớt lo lắng lại, sợ nhiều quá. Dạ. Còn em? Dạ em thì không có mong muốn gì ảnh nhiều hết á, chỉ mong ảnh là giống như là sau này mình cùng nhau cũng như có sức khỏe, không cần có nhiều tiền nhưng mà phải có sức khỏe để làm những cái việc thiện lành. Bây giờ ảnh cứ làm việc rất là nhiều mà làm việc bên giờ giấc luôn. Em chỉ mong ảnh là sắp xếp thời gian nghỉ ngơi. Vợ em nói đúng đó, bây giờ em phải giữ sức khỏe. Tại vì còn phải có sức khỏe để có con nè. Có con xong rồi còn phải bảo vệ con, bảo vệ vợ nữa. Còn á, vợ em lo xa vậy rất hay. Tại vì thường mấy cô bé mà tuổi 25, 25 tuổi đời á, là ăn chưa no, lo chưa tới. Mà vợ em được có cái tính đó là quá hay. Và đặc biệt là nên chia sẻ bớt thời gian để đặc biệt và quan tâm đến người vợ của mình. Em ha, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc và tươi cười mãi như thế này nha.